Kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp Kaito. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Minh Thưởng cùng với Nhà đẹp Kaito lại tiếp tục mang tới cho quý vị về những mẫu nhà đang được ưa chuộng và yêu thích tại Việt Nam. Và ngôi nhà mà ngày hôm nay chúng tôi mang tới cho quý vị chính là ngôi nhà 2 tầng mặt phố mà chúng tôi đang trực tiếp thiết kế dành cho chị An ở Phú Thọ. Và ngày hôm nay thì trước khi mà chúng tôi lên ý tưởng, lên thiết kế thì cũng như thường lệ là trực tiếp về nhà chị An để tìm hiểu về nhu cầu, sở thích, mong muốn. Bên cạnh đó là đo về diện tích và bay flycam để xem về phong thủy và thế đất. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng theo chân chúng tôi để tìm hiểu về thiết kế 2D, 3D mà chúng tôi đang trực tiếp dành cho chị An ở Phú Thọ nhé. Và kính thưa quý vị, đây chính là thiết kế 2D mà chúng tôi trực tiếp dành cho chị An. Thì sau khi đo đạc thì chúng tôi thiết kế với mặt tiền chiều ngang là 6m. Còn chiều sâu công trình thì chúng tôi thiết kế với chiều dài là 12m. Tổng diện tích của công trình là khoảng 120m2. Thì với một cái công năng mà nó không quá rộng như này thì chúng tôi tính toán làm sao khoa học nhất, đầy đủ về diện tích cũng như sự thông thoáng dành cho các phòng ở trong khuôn viên ngôi nhà. Thì với khu vực tầng 1 này thì chúng tôi thiết kế phòng khách với diện tích là 18,5m2. Phòng ăn thì chúng tôi thiết kế với diện tích là 25,36m2. Ngoài ra thì các diện tích còn lại chúng tôi dành với vị trí phòng ngủ là 11m2. Vị trí phòng vệ sinh chung thì chúng tôi dành ra diện tích là 6m2. Thì chúng ta sẽ đến với không gian 3D của khu vực tầng 1 nhé. Thì kính thưa quý vị, đây chính là không gian 3D mà chúng tôi thiết kế dành cho ngôi nhà của chị An ở Phú Thọ. Thì với không gian 3D như này thì với diện tích mà nó sẽ thiên về chiều sâu công trình ấy, thì chúng tôi thiết kế một cách liền khối của khu vực phòng khách và phòng bếp. Thì thứ nhất là khi mà liền khối như này ấy, thì tạo sự thông thoáng này, sự rộng rãi vào việc mà di chuyển của các thành viên trong gia đình của chị An, nó sẽ tiện hơn và việc mà nó đi lại dễ dàng hơn rất nhiều. Thì quý vị thấy rằng là với cái không gian phòng khách như này, chúng tôi thiết kế bao gồm đó là một cái hệ sofa chữ L, một bàn uống nước và một tủ kệ tivi đặt đối diện. Thứ nhất là thuận tiện trong việc mà chúng ta sử dụng này. Và cái thứ hai là gia đình mà chúng ta ngồi vào cuối tuần ấy, thì có đầy đủ vị trí. Và quý vị thấy rằng là với sở thích của chị An chính là có một không gian tràn ngập ánh sáng. Thì hệ tường ở đây ấy, thì chúng tôi đều sử dụng đó chính là nhôm inox chống tĩnh điện. Và bên cạnh đó chính là kết hợp cùng với kính cường lực. Đó, thì quý vị thấy rằng là từ ở ngay phía sau tủ kệ tivi này, rồi là ở phía khu vực cửa ra vào, kết hợp từ khu vực cửa sổ này, rồi là cửa ra vào thì đều là nhôm sinh pha nha quý vị. Kết hợp cùng với các điện lực để lấy được ánh sáng cũng như là thông thoáng nhất dành cho không gian phòng khách. Còn vị trí của khu vực bếp ấy, thì chúng tôi thiết kế bao gồm đó chính là một bàn ăn vuông dành cho 6 người. Còn về vị trí của bếp thì chúng tôi thiết kế dọc theo ngôi nhà thôi, đó là chữ L, làm sao mà tọa hung và hướng cát hợp phong thủy nhất. Và khu vực bếp này thì chúng tôi thiết kế ở ngay phía sau khu vực nấu ăn ấy, thì chính là những cái hệ ô cửa sổ, cũng là nhôm sinh pha kết hợp cùng với kính cường lực, lấy sự thông thoáng và lấy ánh sáng. Thì quý vị thấy rằng là ở ngay phía sau cái công trình bếp ăn ấy, thì quý vị thấy rằng là ở đó thì chúng tôi cũng thiết kế thêm một cái ô cửa sổ như này. Đó, để giúp cho cái không gian ở ngay khu vực cầu thang này và khu vực mà đi vào nhà vệ sinh ấy thì cũng tràn ngập ánh sáng và sự thông thoáng. Thì đấy là cái sở thích mà chị An mong muốn hướng tới dành cho ngôi nhà khi mà chúng tôi lên ý tưởng và thiết kế. Thì phòng ngủ 1 ở tầng 1 này thì hiện tại thì chị An đang bỏ trống, nghĩa là có thể là dùng cho các khách hàng khi mà tới vui chơi cũng như là ở lại nhà. Thì ở trong cái không gian này thì chúng tôi cũng thiết kế đầy đủ công năng, bao gồm đó là một tủ quần áo kịch trần để có nơi cất đồ rộng rãi hơn, một chiếc giường lớn dành cho các thành viên khi mà ở trong này. Thì quý vị thấy rằng là ở đây thì cũng giống như là không gian phòng khách, phòng bếp, thì chúng tôi cũng thiết kế với những cái hệ cửa sổ rất là dài như này, kết hợp cùng với khung nhôm sinh pha và kính cường lực để giúp cho cái việc mà di chuyển sang bên ngoài khu vực phòng ướt này, rồi là ban công đằng sau. Đó, và lấy thêm ánh sáng và sự thông thoáng dành cho các khách hàng cũng như thành viên sử dụng ở phòng ngủ tầng 1 này. Ngoài ra thì quý vị thấy rằng là ở ngay bên cạnh đó thì chúng tôi thiết kế với một phòng vệ sinh chung rất là rộng rãi, bao gồm đầy đủ tiện nghi từ khu vực nước, rồi là khu vực vệ sinh, khu vực khô. Đó, rất tiện nghi và sử dụng dành cho khu vực tầng 1 của chúng ta.
Tiếp theo thì xin mời quý vị sẽ lên với thiết kế 2D ở tầng 2 nhé. Thì kính thưa quý vị, với 2D tầng 2 này thì chúng tôi cũng sẽ làm nhô ra một chút ở ngay phía khu vực sảnh ra vào. Thì thứ nhất là ở đây thì khi mà làm nhô ra thì sẽ có thêm diện tích dành cho sử dụng của gia đình chị An. Cái thứ hai là ngay ở phía nhô ra ấy, thì giúp cho việc mà cách tân hơn và có thêm một cái khu ban công bên ngoài để chúng ta trang trí cũng như là ngồi uống nước, uống trà rất là tiện nghi. Rồi, về với công năng ở trên tầng 2 thì sau khi mà chúng tôi tính toán thiết kế thì ở trên này chúng tôi dành ra 3 khu vực chính, bao gồm đó là 2 phòng ngủ và 1 phòng thờ. Thì ở trên này thì chúng tôi thiết kế 1 phòng ngủ dành cho vợ chồng chị An, 1 phòng thờ, 1 phòng còn lại thì chúng tôi dành cho khu vực con của chị, đó là con trai. Còn phòng vị trí ngoài cùng thì chúng tôi thiết kế dành cho phòng thờ. Diện tích của từng phòng như sau. Phòng của vợ chồng chị An chúng tôi thiết kế với 17m². Phòng con trai thì với 14m². Còn phòng thờ thì chúng tôi thiết kế với diện tích là tầm 7m². Đó. Còn những cái không gian còn lại thì chúng tôi tận dụng làm nơi giặt, phơi đồ và khu phòng vệ sinh chung với diện tích là 5m². Thì chúng ta sẽ đến với không gian 3D của tầng 2 nha quý vị. Thì kính thưa quý vị, đây chính là không gian 3D của tầng 2 mà chúng tôi đang thiết kế dành cho chị An. Thì quý vị thấy rằng là ở phía phòng vệ sinh chung ấy, thì chúng tôi cũng làm liền khối với phòng vệ sinh ở ngay phía dưới tầng 1. Thứ nhất đó chính là tạo cái việc mà chúng ta làm được ống nước này nó thuận tiện hơn và giúp cho cái việc mà chúng ta thiết kế không gian nó thuận tiện và rộng rãi dành cho ngôi nhà. Về vị trí của khu vực 2 phòng ngủ ấy, thì quý vị thấy rằng là giống như ở tầng 1, sự thích của chị An đó là có một sự thoáng, mát và đầy đủ ánh sáng. Thì tất cả những hệ cửa đây chúng tôi đều lắp kính cường lực và sử dụng khung nhôm sinh pha để giúp cho gia đình của chị có được đầy đủ ánh sáng và tiện nghi. Về đặc biệt là vị trí của phòng con trai của chị ấy, thì chúng tôi thiết kế thêm một bàn học ở ngay khu vực cửa sổ như này để cháu khi mà ban ngày khi mà học ấy, thì có được đầy đủ ánh sáng và cũng như là sự thông thoáng dành cho căn phòng. Rồi, và kính thưa quý vị, với tầng 2 như này thì khi mà chúng tôi thiết kế ở phòng thờ ấy, thì chúng tôi vẫn lựa chọn vị trí này. Cái thứ hai là đón xem về hướng nhà để làm sao mà đặt ở nơi mà tọa cát hướng cát vừa hợp phong thủy nghiêm trang mà mang lại cái tính bền đẹp dành cho ngôi nhà của chúng ta. Thì quý vị thấy rằng là ở phòng thờ này thì ở ngay phía trước ấy thì chúng tôi cũng thiết kế thêm những cái hệ ô cửa sổ đó để giúp cho cái không gian của phòng thờ chúng ta thông thoáng và tràn ngập ánh sáng. Rồi và lối mà di chuyển thì xung quanh thì quý vị thấy rằng là chúng tôi thiết kế luôn luôn rất là nhiều những cái ô cửa sổ như này. Sử dụng những kính cường lực rồi nhôm sinh pha vừa mang lại sự hiện đại cách tân mà lại lấy được đầy đủ ánh sáng ở khắp mọi nơi trong khu vực tầng 2. Và quý vị thấy rằng là ở ngay phía khu vực tầng 1 tầng 2 nhé, với những cái hệ bậc thang thì chúng tôi cũng thiết kế với 21 bậc. Theo như phong thủy thì nó là chữ sinh, mang lại cái tính may mắn rồi là hạnh phúc dành cho các thành viên trong gia đình. Và vị trí mà những cái khoảng không còn lại thì chúng tôi thiết kế chính là nơi phơi đồ. Thì ở đây quý vị thấy rằng là chúng tôi thiết kế một cái nơi rất là rộng, dài và tận dụng tối đa diện tích của khu tầng 2, bao gồm là một máy giặt và những cái khung inox chúng tôi sơn chống tĩnh điện vừa có độ bền cao, đẹp mà lại có được đầy đủ những cái sự thoáng gió này, ánh nắng này để giúp cho việc mà phơi đồ của chúng ta thuận tiện hơn rất nhiều. Rồi và chúng ta sẽ đến với không gian 3D ở bên ngoài nha quý vị. Thì kính thưa quý vị, đây chính là không gian 3D mà ngôi nhà 2 tầng mặt phố mà chúng ta đang thiết kế thi công dành cho chị An. Thì quý vị thấy rằng là tổng quan của ngôi nhà hiện lên với một sự cách tân, một cái sự hiện đại cách tân mà nó mang theo phong hưởng của châu Âu rất đẹp, rất tinh tế đúng không ạ? Và màu sắc ở đây thì chúng tôi lấy tông chủ đạo là màu trắng. Và với màu trắng như này thì mang lại sự tinh khiết, tinh khôi, sự mới mẻ dành cho ngôi nhà cũng như là các thành viên của chúng ta. Và màu sắc đây thì chúng tôi cũng phải lựa chọn với những màu sắc mà chị An ưa thích thì chúng tôi mới lên ý tưởng. Và để khiến cho ngôi nhà độc đáo hơn thì chúng tôi đã thiết kế thêm những cái hệ tường ở đây. Thì hệ tường đây thì chúng tôi sơn những cái hệ sơn giả gỗ. Thì quý vị thấy không ạ? Rất đẹp, rất độc đáo, mang lại sự cách tân và mang lại điểm nhấn hơn dành cho ngôi nhà. Ở phía ngay với chân mái thì chúng tôi ốp những cái hệ ốp gỗ ốp ngoài trời đó, chất liệu như này ấy, thì có độ bền cao đẹp và cũng như là mang lại một cái sự hiện đại cách tân dành cho ngôi nhà.
Thì quý vị thấy rằng là với những cái khu vực tầng 2 rồi là khu vực ở ngay phía dưới mái tầng 1 thì chúng tôi kết hợp thêm những cái đèn âm trần như này. Và ở hai bên thì chúng tôi sử dụng đèn headlight hai chiều. Đó. Thì mang lại cái ánh đẹp này, cách tân này, hiện đại và đặc biệt là giúp cho ngôi nhà của chúng ta lung linh vào ban đêm. Rồi, thì với cái hệ mái phố như này thì chúng tôi thiết kế ở ngay phía dưới sàn của trên trần ấy, đó chính là ốp những cái hệ đá. Thì thứ nhất đó chính là mang lại cái việc mà chống ẩm của ngôi nhà nó tốt hơn, bền hơn và đẹp hơn. Và ngoài ra thì chúng tôi thiết kế thêm những cái hệ tôn chống nóng như này, điều hòa nhiệt độ của ngôi nhà mát vào mùa hè mà ấm vào mùa đông. Rồi, thì đó là tổng quan ngôi nhà mà chúng tôi đã thiết kế lên ý tưởng dành cho chị An ở Phú Thọ. Và nếu như quý vị cũng rất là yêu thích về những mẫu nhà 2 tầng mặt phố này thì đừng quên ngần ngại hãy gọi tới số hotline của Nhà đẹp Kaito chúng tôi qua số 0844 878 666 để đội ngũ thiết kế tư vấn của Nhà đẹp Kaito mang tới cho quý vị về những mẫu nhà ưa nhìn, ưa thích và đang được mong chờ nhất. Và đừng quên bấm like, đăng ký kênh và cũng như là để lại phần bình luận của quý vị ở ngay phía dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!